Xin chào tất cả mọi người, và mọi người vừa nghe một bản cover harmonica mới của mình. Bản nhạc này thì mình chơi bằng hai cây kèn tremolo harmonica. Một là Suzuki Winner 16 tông đô trưởng, và cây kèn thứ hai là Estop T2403 tông la trưởng. Chính vì cái bản nhạc này phải sử dụng đến hai cây kèn tremolo khác nhau, vì vậy nên mọi người sẽ thấy là cái tư thế cầm kèn cũng như là chơi kèn của mình sẽ hơi khác so với cả mọi khi. Cái cách cầm kèn này thì không phải là một cách cầm kèn theo tiêu chuẩn. Đây chỉ là theo bản năng của mình thôi. Mình cầm như vậy vì mình cảm thấy là nó dễ dàng có thể thay đổi giữa hai kèn trong quá trình chơi. Và cũng không còn cách nào khác các bạn ạ. Bởi vì là cách cầm kèn tiêu chuẩn thì mình cũng đã từng xem và đã từng biết rồi. Nhưng mà đối với hai cây kèn nó có cái kích thước tương đối là khác nhau như này, một cây 16 và một cây 24, thì rất là khó để có thể cầm song song với nhau. Đấy. Và cái bài nhạc này thì cũng không cần phải thay đổi quá nhiều lần, nên mình cầm theo một cái cách thoải mái thôi. Và nói về cây kèn Estop T2403 tông la trưởng này thì chính là cái cây mình đã chia sẻ với mọi người ở video trước, mà mình mang cây kèn này ra để mài giũa cái phần miệng ngậm đấy. Thì hôm nay mình mang ra chơi để giữ lời hứa với mọi người, đấy là sẽ mang cái cây kèn đó ra
chơi một bài nhạc nào đó để cho mọi người thấy rằng là âm thanh của cây kèn nó như thế nào. Đó. Và nếu mọi người thấy yêu thích video này, thấy yêu thích bản cover này của mình thì hãy like, share video trên các nền tảng mạng xã hội và bấm đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo về các video tiếp theo của mình nhé. Xin chào.